Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên một số mặt hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh hiện đang bị ảnh hưởng. Theo hợp đồng, tháng 2 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại May Đức Anh đóng trên địa bàn xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã hoàn thành và đóng gói 12.000 sản phẩm để xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến đơn hàng bị dừng lại và chưa biết bao giờ mới xuất khẩu được. Công ty cũng làm xuất nhập khẩu trực tiếp, thế lẽ ra là đến thời điểm này là chúng tôi bắt đầu làm các cái mặt hàng xuất rồi. Thế nhưng mà vì cũng ảnh hưởng của dịch nên là khách hàng thì cũng trả lời chưa biết được là ngày nào nguyên phụ liệu chắc chắn về. Thế nên là chúng tôi về cái kế hoạch sản xuất hàng là cũng rất là mông lung. Lẽ ra là phải qua Tết là chúng tôi phải xuất khẩu đi. Thế nhưng mà hiện tại là mặt hàng vẫn nằm ở đây và chưa biết được ngày nào có thể xuất khẩu đi, bởi vì hiện tại là bên Hàn Quốc cũng rất là phức tạp. Không riêng gì đơn vị kể trên mà hiện tại hầu hết các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh đều gặp phải khó khăn do thị trường nhập khẩu nguyên liệu cũng như xuất khẩu thành phẩm đi các nước bị dừng đơn hàng. Nhà máy cũng ký được cái đơn hàng từ cuối năm là đến hết tháng 3. Nhưng sau tháng 3 thì chưa có đơn hàng. Cũng đã có một số những đơn hàng mà khách hàng báo trước thì đến bây giờ cũng là hủy. Ngoài ra, thị trường xuất khẩu các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp nông sản như hương, chuối hiện cũng đang rơi vào tình cảnh khó khăn bởi các nước dừng nhập khẩu do ảnh hưởng của COVID-19. Thực tế cái chuối này chủ yếu xuất khẩu dịch COVID này là không xuất được. Cần nội địa thì người ta không mua nhiều, giá rẻ lắm mà không bán được. Để khắc phục tình trạng trên, một số đơn vị đã nhập nguyên liệu trong nước để duy trì sản xuất. Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, trong 2 tháng đầu năm, tổng dư nợ tín dụng đạt trên 60.000 tỷ đồng. Đạt được kết quả trên là do các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã mở rộng cho vay, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Tính đến hết tháng 2 năm 2020, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 60.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn đạt trên 41.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay trung dài hạn đạt trên 18.700 tỷ đồng. Sau Tết Nguyên đán, sức mua giảm cộng với thực hiện Nghị định số 100 của Chính phủ nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 giảm gần 6% so với tháng 1 năm 2020. Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm 2020 đạt trên 7.100 tỷ đồng, tăng 9.8% so với cùng kỳ. Riêng tháng 2 đạt trên 3.400 tỷ đồng, giảm gần 6% so với tháng trước và tăng trên 7% so với cùng kỳ. Thời tiết nắng ấm thuận lợi cho rau màu vụ xuân hè phát triển đã giúp cho giá rau xanh giảm mạnh so với tháng trước. Khảo sát tại các chợ dân sinh cho thấy lượng rau về chợ rất dồi dào, chủ yếu là các rau trồng trong nước theo vụ xuân hè đã bắt đầu cho thu hoạch. Rau xanh đã hạ nhiệt khoảng 30-50% tùy loại, sức mua đang tăng nhanh trở lại. Cụ thể, rau muống, rau cải thời điểm trước có giá 9-10.000 đồng một mớ, hiện chỉ còn 3-4.000 đồng một mớ. Súp lơ xanh trước có giá 25.000-30.000 đồng, thì nay chỉ còn 12.000 đồng một chiếc. Giảm mạnh nhất là các loại đỗ xanh có giá 30-40.000 đồng một kg, thì nay chỉ còn 10.000 đồng một kg. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi sẽ được kết thúc chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.